ở cuối tập trước, sở hưu vừa tỉnh dậy từ trong tu luyện thì bất ngờ có một nữ nhân bưởi to tự xưng là hoa lạc phi, trưởng lão của đạo vân phong đến tìm. chúng ta cùng xem rốt cuộc nữ nhân này đến tìm sở hưu có mục đích gì nhé. hoa lạc phi trên tay cầm theo một cây quạt, nàng nở một nụ cười vui vẻ nhìn sở hưu nói, nơi đây là vân hà phong, ta sẽ không đả thương ngươi. ta là trưởng lão hoa lạc phi của đạo vân phong, ngươi chính là sở hưu phải không? bất ngờ lúc này sở hưu lại nhìn thấy trên ngực của hoa lạc phi lại hiện lên dấu ấn của luân hồi Thế khốc tử mẫu ấn chuyện này khiến cho sở hưu vô cùng bất ngờ và kinh ngạc hắn thầm nghĩ hửm, lạ thật trong cơ thể của nữ nhân này sao lại có dấu ấn của luân hồi thiên khốc tử mẫu ấn chẳng nhẽ nữ nhân này chính là thái tố tử cố tình đổi cái nhãn khác để đến gặp ta vậy thì thú vị rồi đây sở hưu lập tức cúi người chấp tay giọng nghiêm túc nói sở hưu gặp qua hoa trưởng lão không biết hoa trưởng lão ở đây tìm gặp ta là có chuyện gì hoa lạc phi liền mỉm cười giọng đầy ôn hòa đáp ta tới vân hà phong làm ít chuyện sau khi làm xong xuôi mọi chuyện liền muốn đi xung quanh nhìn một chút vừa đúng lúc gặp được ngươi đang tu luyện ở đây thấy ngươi rất thú vị nên mạo muội đến làm phiền lúc này thái tố tử trong hình dáng của hoa trưởng lão nàng thản nhiên đặt mông ngồi xuống một tảng đá đối diện chỗ sở hưu đứng không xa lại nói tiếp đúng rồi ngươi như vậy khắc khổ tu luyện là dự định đi hoang yêu bí cảnh sao sở hưu cũng không có che giấu gì hắn biết với thân phận này của nàng nếu muốn biết thì cơ hồ không có cái gì có thể giấu giếm được sở hưu liền thành thật đáp đúng vậy hoang yêu bí cảnh có nhiều cơ duyên nhưng môi trường lại rất hung hiểm nếu muốn nắm giữ cơ duyên trong đó ta còn phải nghiêm túc tu luyện thêm nhiều nữa mà nói xong sở hưu liền ném cái ánh mắt lướt qua một vòng nhìn trộm thái tố tử đập vào mắt hắn chính là bộ dáng lạnh lùng kiêu xa khuôn mặt xinh xắn không góc chết cùng với đó là hai quả bưởi to trà bá tràn cả ra bên ngoài kia khiến cho sở hưu lập tức muốn xịt máu mũi ở trong lòng hận rằng mình không thể lao đến hái hai quả bưởi này đem xuống cho rồi đúng là thánh háo sắc mà hai người sau đó tâm sự một hồi thì sở hưu bất ngờ giọng ngập ngừng hỏi hoa trưởng lão đệ tử hơi tò mò một việc không biết có nên thỉnh giáo người không Thái Tố Tử hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản đáp, "Ừm, nói ra nghe thử." Sở Hưu liền hỏi, "Hoa trưởng lão, trước thời đại Đế Lạc, 10 vạn năm là một thời đại, mỗi một thời đại sẽ chỉ xuất hiện một vị đại đế hoặc là một vị yêu đế mãn đế. Mà giữa nhân tộc và yêu mãn tộc từ xưa đến nay, đánh đến thời đại Đế Lạc, thù hằn tích lũy sâu như vậy. Nhưng tại sao lúc nhân tộc xuất hiện đại đế, lại không triệt để tiêu diệt yêu mãn tộc, mà ngược lại lúc đại đế yêu mãn xuất hiện, lại không ra tay hủy diệt toàn bộ nhân tộc ta?" Sở Hưu thầm nghĩ, đây là vấn đề mình luôn thấy khó hiểu từ sau khi đến đại lục thiên khung này đúng lúc hôm nay gặp được thái tố tử có lẽ cô ấy sẽ biết được bí mật trong chuyện này thái tố tử nâng chiếc quạt trong tay lên trà nhẹ vào cằm liền suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng đáp trong chuyện này giữa đại đế và yêu mãn đế hình như có hẹn ước gì đó với nhau một trong hai bên cho dù một bên có đại đế xuất hiện chỉ có thể đàn áp bên còn lại nhưng không thể dùng sức mạnh đại đế tiêu diệt hoàn toàn đối phương còn về vì sao phải như vậy thì không ai biết nguyên nhân trong đó cả nghe nói lúc trở thành đại đế sẽ nhận được một vài bí mật liên quan đến bầu trời sao và đại lục thiên khung. Sở Hưu nghe được những điều này thì vô cùng kinh ngạc thốt lên, trên đời này còn có sự tồn tại lớn mạnh hơn cả đại đế sao? Thái Tố Tử bất giác ngẩn người nhìn lên bầu trời đầy sao phía xa xăm rồi nói, không ai biết phía trên đại đế còn có đường hay không. Từ trước thời đại hoang cổ đến thời đại hoang cổ, thời thái cổ, đến thời đế lạc bây giờ, bầu trời sao này tổng cộng xuất hiện qua 17 vị tôn đại đế. Nhưng cuối cùng bọn họ đều tọa hóa, trên đời này đã không còn có thể tìm được tung tích của bọn họ nữa trong chuyện này chắc chắn có rất nhiều ẩn tình nhưng hiện tại mà nói cũng không còn quá quan trọng nữa một người có thể trở thành đại đế không nghi ngờ gì nữa tất cả bọn họ đều là bậc kinh tài tuyệt diễm vậy tại sao bọn họ không bước ra một bước đó chuyện này là do con đường phía trước bị đứt hay là do không còn đường để đi điểm này đáng để chúng ta suy nghĩ chúng ta đang thảo luận về vấn đề tu luyện của đại đế có chăng cũng quá cao xa rồi phải không dứt lời thái tố tử bất giác phủi mông đứng dậy thấy nàng đứng dậy sở hưu có chút thắc mắc liền hỏi hoa tỷ tỷ người chuẩn bị trở về rồi sao thái tố tử bị sở hưu gọi tiếng này tỷ tỷ tự nhiên có chút bất ngờ nhưng nàng cũng không có phản bác chỉ nhu hòa nhìn sở hưu mỉm cười đáp ừm ta về đây ngươi ở lại tu luyện cho tốt đi sở hưu mặt dày giả vờ níu kéo hỏi hoa tỷ tỷ chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau không chờ ngươi sau khi ra khỏi bí cảnh hoang yêu hãy gặp lại đi sở hưu cười khoái trí vẫy tay nhìn theo bóng lưng của thái tố tử rời đi nói lớn được vậy sau khi ta trở về sẽ chờ tỷ ở đây mà thái tố tử nàng cũng nở một nụ cười đầy đáng yêu đáp được hệ thống lúc này bất ngờ hiện lên thông báo ký chủ đúng thật là cha nam quá đi mỏ dẻo hơn kẹo quéo hư quá hư quá sở hưu sau đó liền trở về động phủ của tề mộng điệp hắn bộ dáng thư thả ung dung đi dạo than thở tu luyện hành tự bí quá phí tâm phí lực ta tới tìm sư tôn lấy thêm chút tài nguyên tu luyện vậy hẳn là lấy tài nguyên chúa tể đóng gạch cho hay nhưng khi sở hưu vừa đi tới trước cửa động phủ của tề mộng điệp thì liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong đó vọng ra cô cô người nhất định phải giúp con nếu không thật sự sẽ không kịp mất người là sư tôn của sở hưu chỉ cần người mở lời tìm hắn lấy ngân xa đại đế hắn chắc chắn sẽ dâng hai tay lên đưa cho người nghe thấy cuộc trò chuyện thú vị này sở hưu lập tức ổ lên phía bên trong động phủ của tề mộng điệp tại đại sảnh chính nàng lúc này đang nói chuyện với tề minh minh nhi không phải cô cô không muốn giúp con cho dù bổn tọa là sư tôn của sở hưu ta cũng không thể vô cớ tìm hắn để lấy đồ được con phải hiểu cho cô cô chuyện này chính là làm khó ta sở hưu lúc này hé cửa từ bên ngoài nhìn vào thì thấy tề minh đang đứng bên trong đây là cháu của sư tôn sao theo đuổi tiêu nhiên sư muội mãi còn tưởng hắn lợi hại lắm nhìn bộ dạng này chẳng qua cũng chỉ là một tên hèn nếu như đứa cháu này của ta đã muốn ngân xa đại đế như vậy chi bằng chơi hắn một cú đi sở hưu liền bình thản đẩy cửa đi vào rồi cất tiếng nói minh nghi ngươi muốn đại đế ngân xa à vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến ngay thấy sở hưu đi vào tề minh vẻ mặt kinh hỉ mừng rỡ vội vàng nói sở hưu sư huynh đến rồi sao Ngân Sa đại đế còn ở trong tay sư huynh nữa không? Sở Hưu hững hờ đáp, "Ừm, vẫn còn đang ở trong tay ta, mấy hôm nay ta bế quan tu luyện cho nên không gặp được Tiêu Nhiên sư muội, hôm nay đang định tìm thời cơ giao cho muội ấy đây." "Tốt quá rồi, sư huynh có thể đưa Ngân Sa đại đế cho ta được không? Ta có thể đưa cho cô ấy giúp sư huynh." Sở Hưu hững hờ một tay biến ra một viên đá hắc sắc huyền bí quanh quẩn u quang, đây chính là đại đế Ngân Sa đang lơ lửng trên tay hắn. Sở Hưu nhìn viên Ngân Sa đại đế trên tay vẻ mặt đầy tiếc nuối nói, thứ này ta vất vả lắm mới từ trong vô tận biển lửa lấy ra được, không thể cứ thế dễ dàng đưa nó cho sư đệ cầm được. chú bé đần tề minh nhìn thấy viên đại đế ngân sa trên tay sở hưu, hai mắt hắn lập tức sáng rực lên, vẻ mặt đầy tham lam thẩm mỹ. nếu ta mua ngân sa đại đế này lại, thì lão tử sẽ trở thành người duy nhất sở hữu thứ này ở đại lục thiên khung. đến lúc đó, sở tiêu nhiên vì cứu mẹ của cô ấy nhất định sẽ đến cầu xin mình giúp đỡ. ha ha, ta còn sợ không chiếm được trái tim của nàng sao? quyết định đã xong tề minh vẻ mặt đầy hứng khởi vội nắm lấy tay sở hưu cất tiếng hỏi sở hưu sư huynh huynh ra giá đi mà sở hưu tính kế chú bé đần này đã lâu hắn lập tức lên tiếng đáp một trăm vạn nguyên thạch thượng phẩm thế nào tề minh tưởng quả này ngon ăn rồi liền vội đáp thành giao sở hưu huynh đúng là một người tốt mồm thì gọi huynh đệ ngọt sớt như vậy nhưng tề minh trong lòng lại thầm khinh bỉ sở hưu đúng là một tên đần vốn tưởng hắn sẽ mượn cơ hội này chơi mình một cú thật không ngờ hắn lại ngu và biết điều đến vậy ha ha từ nay trở đi ta sẽ là người duy nhất sở hữu ngân xa đại đế sở tiêu nhiên à sở tiêu nhiên cô sẽ không ngờ được chuyện này đúng không ta rất mong chờ cái dáng vẻ cô cầu xin ta cứu mẹ của mình đấy nhận ngân xa đại đế về tay tề minh mặt vui vẻ cười nói với sở hưu hi hi chúng ta quả nhiên là bạn tốt sở sư huynh nhỉ cậu là cháu của sư tôn đương nhiên cũng là đoạn này sở hưu tí thì bột miệng nói đương nhiên cũng là cháu của ta sở lão đại đã rất nhanh khựng lại rồi nói tiếp ừm bạn thân của ta dứt lời sở hưu lại tiếp tục nở một nụ cười đầy nham hiểm nhìn tề minh trên tay lại tiếp tục biến ra một viên ngân xa đại đế nữa minh sư đệ chỗ ta còn vài cái nữa cậu có cần không chi bằng đều bán cho cậu với giá này đi chú bé đần tề minh lập tức nhăn mặt hắn tưởng rằng sở hưu chỉ có mỗi viên ai dè giờ lại bảo vẫn còn nhưng tề minh vẫn vội vã đáp muốn sở sư huynh có bao nhiêu tề minh thầm nghĩ mình phải cắt đứt nguồn cơn của ngân xa đại đế trên tay sở hưu nếu không thì sẽ không thể uy hiếp sở tiêu nhiên sở hưu lúc này lại biến thêm ra mấy viên ngân sa đại đế nữa trên tay, hắn thản nhiên đáp, không nhiều, không nhiều, cũng chỉ có một chút mà thôi. thế rồi sở hưu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống hàng ngàn viên ngân sa đại đế, chất thành ngọn núi nhỏ để đầy, đầy trên mặt sàn. chú bé đần tề minh thấy cảnh này lập tức trợn mắt há mùng kinh hãi thốt lên, á, à, đây là một chút sao? đùa ta đấy hả? À? mà sở hưu mặt dày vẫn bình thản đứng ở đó cất tiếng hỏi tề minh, mua hay không mua thì nói một câu, cậu không mua là tôi cất vào đấy nhé. bị sở hưu xỏ lá chú bé đần tế minh cay lắm nhưng không làm gì được hắn liền quay lại thưa tội với tề mộng điệp cô cô sở hưu đây là đang lừa gạt ta cô cô không quản hắn sao hắn rõ ràng là muốn chơi khăm ta mà mộng điệp đã là nữ nhân của sở hưu. nàng sao dám quản mấy chuyện này nàng ung dung ngồi ở bên trên thượng tọa giọng lạnh lùng đáp được rồi minh nhi ngân xa đại đế con cũng đã lấy được rồi con mau về đi bị cô cô đuổi thẳng chú bé đần tế minh ngớ người ngay cả cô cô cũng không đứng về phía hắn thì hắn có thể làm gì được sở hữu đây Tề Minh định nói thêm gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng đành nuốt cục tức vào trong bụng rồi cay cú rời đi. Nếu như chú bé Đần Tề Minh biết cô cô của hắn đã trở thành máy dập trong tay Sở Hưu chắc sẽ sốc lắm đây. Lúc này, bên trong đại điện chỉ còn mỗi Tề Mộng Điệp và Sở Hưu, Mộng Điệp liền cất tiếng hỏi, "Nghịch đồ, sao con lại chơi hắn?" Sở Hưu tự nhiên như rồi, hắn thản nhiên đi tới chỗ Mộng Điệp đang ngồi, vừa đi vừa đáp, "Cái gì gọi là chơi, rõ ràng là trao đổi tự nguyện giữa hai bên mà. Thuận mua vừa bán, ta cũng đâu có ép buộc gì hắn đâu." Lúc này, sở hưu cũng đã đi tới sát bên cạnh tề mộng điệp hắn ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng một tay luồn ra sau bóp lấy cặp đào tiên căng mọng của mộng điệp sở hưu vẻ mặt đầy đê tiện nhìn mộng điệp châm chọc nói sư tôn còn có lúc này người gọi con là gì tự nhiên bị bóp mông mộng điệp bị giật mình liền tức giận mắng nghịch đồ sở hưu lúc này bất ngờ lấy ra một cái thanh gỗ nhỏ mềm dẻo vô cùng trên đầu nó còn có gắn một sợi lông cùng với một quả chuông nhỏ vô cùng thú vị nhìn y như là đồ chơi dành cho mèo sở hưu vung vẩy cái đầu lông khiến cho nó lắc qua lắc lại âm thanh từ chiếc chuông lập tức vang lên reng reng sở hưu vẻ mặt đầy khoái trí nhìn tề mộng điệp châm chọc nói cái gì nghịch đồ gọi ca ca tốt đi dứt lời sở dâm dê liền dùng cái đầu lông này vờn vờn trên đùi với eo của mộng điệp khiến cho nàng nhột nhột một cách khó chịu cả người mộng điệp liên tục run rẩy uốn éo nhưng miệng nàng vẫn đầy kiên quyết lên tiếng nói ngươi nằm mơ đi thế rồi sở lão ma lại tiếp tục dùng cái que lông quét lên trên từ eo rồi đến hai trái bưởi căng tràn của mộng điệp khiến cho nàng càng nhột và khó chịu hơn nhìn cái thân thể đầy đặn căng tràn của mộng điệp đang uốn éo dễ dụ trước mặt mình sở hưu trong lòng không khỏi có chút ham muốn nhưng hắn vẫn muốn từ từ trêu gẹo mộng điệp hơn chưa có vội làm thịt nàng sở hưu lại tiếp tục lên tiếng châm chọc mộng điệp chật chật thân hình này của sư tôn hình như no đầy hơn so với nửa tháng trước có phải là mập lên rồi phải không sư tôn mau để đồ nhi kiểm tra cơ thể cho người nào mồm nói tay làm sở hưu một bên vẫn tiếp tục dùng cây lông để chọc gẹo mộng điệp khiến cho nàng bức sức khó chịu vô cùng mà Mộng Điệp lúc này một tay cố gắng của lấy một quả táo ở trên bàn. Nàng nắm chặt lấy nó, rồi phát lực ném thẳng về phía Sở Hưu. "Cút, cút ngay, bản tọa mới không mập, cả nhà ngươi mập, mau cút cho ta." Quả táo ném đi liền bị Sở Hưu dễ dàng bắt lại. Hắn một bên đè Mộng Điệp nằm xuống, một tay còn lại cầm quả táo đưa lên miệng thản nhiên cắn một miếng ăn ngấu nghiến. "Đúng rồi Sư Tôn, vật mà lần trước Đồ Nhi bảo người làm, Sư Tôn làm xong chưa?" Thấy Sở Hưu không có khống chế mình nữa, Mộng Điệp lập tức bật người ngồi dậy đáp ở trong tầm cung của ta ngươi tránh ra ta đi lấy cho ngươi lúc này chuyển cảnh vào bên trong tầm cung của tề mộng điệp sở hưu hắn chắc cú đã ngay lập tức dùng một trận pháp cách âm vây kín căn phòng lại rồi kiểu này là hắn sẽ lại tiếp tục làm mấy trò xấu xa với mộng điệp sư tôn thứ con muốn đâu rồi mộng điệp liền quay người tay nàng lật chiếc gối đầu giường lên nghịch đồ thứ ngươi muốn ở đây thế rồi nàng lấy ra một chiếc hộp gỗ bên trong hộp gỗ có ba viên ngọc màu cam nhìn như ba trái trứng không biết là thứ gì Sở Hưu hai mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy ba viên ngọc bích ở trong hộp, hắn liền lấy ra một viên cầm trên tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái thì viên ngọc bích này lại bất ngờ rung động qua lại, phát ra tiếng è. Nói đến đây chắc anh em cũng biết cái viên dung này có tác dụng gì rồi nhỉ, Sở Dâm Dê ấy vậy mà lại bảo Mộng Điệp tự làm đồ chơi cho chính mình, không những thế còn làm tận ba viên. Sở Hưu lúc này vui vẻ lên tiếng khen Mộng Điệp, "Sư tôn, không hổ là người, tay nghề này của người đúng thật là quá lão luyện rồi." Được Sở Hưu khen, Mộng Điệp đắc ý đáp, "Kim Quang Thạch" của vạn thọ sơn không những có thể phát sáng còn có thể phát nóng sở hưu lúc này lại đè mộng điệp ra hắn vẻ mặt khoái chí cười nói sư tôn có thứ này xoa bóp huyệt vị ở lòng bàn chân cho người chắc chắn sẽ có ích cho việc phục hồi tu vi của người hai viên còn lại đặt ở chỗ khác đảm bảo sư tôn sẽ rất khoái cái thứ này rất có ích cho việc phục hồi tu vi đó nhận ra sở hưu có ý đồ xấu mộng điệp đỏ mặt kinh hoàng thốt lên nghịch đồ ngươi ngươi lại muốn làm gì ta không được không được đừng có đến đây sư tôn Ngươi đúng là nữ nhi bảo tàng ba nghìn tuổi của ta. Nghịch đồ, nhà ngươi, thì ra, ngươi bảo ta làm cái này là để ăn hiếp ta à. Vừa dứt lời thì sở hưu cũng đẩy mộng điệp ngã ngửa xuống giường. Hắn châm chọc lên tiếng hỏi nàng, ồ, sư tôn muốn ta ăn hiếp người như thế nào? Tự nhiên bị hớ, mộng điệp ngại ngùng quay mặt đi giọng ngập ngừng đáp, bổn tọa, lỡ lời rồi. Tập 6 chấp 14 xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Thấy hay thì xin ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh, một comment xuống bên dưới nhé mọi người và đừng quên nhấn chuông thông báo để kịp xem tập mới nhất khi mình ra video nhé mãi yêu các bạn